Bóng mú đỏ là loài cá quý hiếm và đang bị làm thịt tại quán Chi Kỷ ở Côn Đảo. Một thời gian dài cho YouTube tôi không biết mình nổi tiếng để làm cái gì, nên tôi nản cho YouTube. Nhưng khi tôi thấy các loài bạn của mình, khi mình lặn dưới biển, mình thấy các bạn của mình xinh đẹp biết bao nhiêu. Giờ đây họ bị bắt, giết hại làm thịt, cảm thấy đau lòng, quyết định kêu gọi ủng hộ phát triển kênh YouTube trở lại, chia sẻ nhiều hơn nữa đến các bạn về kiến thức của đại dương, những loài nào chúng ta nên ăn, những loài nào chúng ta không nên ăn. Với những loài quý hiếm, số lượng có hạn, trong tự nhiên chúng ta không ăn. Những loài có thể sinh sản được thì chúng ta có thể ăn. Nhưng một số loài giống như là cá bóng mú đỏ đây, hay là cá vẹt. Cá vẹt, ủa mới đen cá vẹt đâu rồi? Đây còn một bạn cá vẹt thôi, bị bắt ăn thịt nãy giờ hết rồi. Người ta đổi tên cho con cá vẹt đó thành cá mó để tránh rơi vào loài cá thuộc dạng tép sổ đỏ của Việt Nam và cả thế giới nữa. Loài cá này mà mất thì san hô cũng mất luôn. Thế nên con người đang tận diệt đại dương đó các bạn. Các bạn không đăng ký ủng hộ kênh YouTube Tio thì tôi cũng không thể nào mà tạo được cái động lực để kêu gọi mọi người ủng hộ, bảo vệ. Người ta không có ý thức, người ta không có biết được tầm quan trọng của các loài vật này. Họ sẽ tận diệt hết và lặn xuống biển ngắm san hô thì san hô không còn nữa, san hô cũng chết luôn, không còn con gì xinh đẹp dưới biển nữa, chán lắm.